À, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. À, con kính chào ông hai và kính chào tất cả cô chú anh chị và chúc cho cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe. À, một ngày mới an tâm an lạc. Và kính thưa ông hai, hiện nay thì có một tin rất là sốc ông hai. Thì thầy Minh Tuệ ông cũng xuất hiện được mấy bữa. Thì ông cũng đi khất thực nhưng hai bữa nay thì ông không có đi khất thực nữa. Là nghe tin là nói là ông đi ra Nha Trang, ông hai có nắm được cái thông tin này không hai? Nam mô Di Đà Phật. Thì tôi xin bình luận về ông Thích Minh Tuệ ha. Ông là một vị chân tu, mà cái người chân tu đã quyết cái xe đã quyết xuất gia rồi, thì rày đây mai đó, đó là trong cuộc đời tu hành thì nhằm cái buổi thời buổi này là tà giáo nó thịnh hành. Cho nên nó quấy phá, cho nên ổng không được yên. Nhưng mà tôi trao đổi với bà con như thế này, dù cho gặp cái cảnh gì đi nữa thì ông Thích Minh Tuệ ổng vẫn đắc đạo thôi. Bởi vì ổng đã đủ cái nghị lực để xuất gia rồi. Xuất gia có nghĩa không phải là lìa cái nhà không, mà trong đó nó có tâm và thân. Thí dụ mình đi xa nhà thì gọi là xuất gia, nhưng mà cái tâm mà còn cấu còn nhiễm á thì nó cũng trói buộc, nó dẫn mình trở về. Cho nên ổng bây giờ ở đâu ổng cũng ở được hết trơn. Bà con cứ yên chí đừng lo gì hết. Dạ, cái thưa ông hai, như ông đã ẩn như vậy đó thì cái nguyên nhân là có phải là bà con mình là kéo tới quá đông thì thầy sợ như là bị như giao thông này kia rồi công an lại mất công dẹp đường này kia đó rồi ông đã ẩn nữa thì... có phải lý do đó không hai? Thì trong cái phần này đó, nó gồm nhiều phần gộp lại. Cái thứ nhất thì cũng có một cái số mà sàm tăng coi như là nó tặc đấu đó, rồi nó mướn cái số thành phần xấu theo phá rối. Rồi cũng có một cái số anh em đồng đạo nó kính mến ổng, rồi theo cái chỗ đó đó thì thiệt tâm, nhưng mà vô tình là phá rối ổng, làm mất an ninh trật tự giao thông đủ thứ. Thì bây giờ nó các việc đó thì cuối cùng thì cái gì nó cũng đâu ra đó thôi. Thì ông nhà nước ổng cũng phải can thiệp rồi đâu ra đó hả, không có gì đâu. Dạ, thì theo con thấy thì bà con mình một ngày một càng đông, tại vì hay tin là ông đã xuất hiện đi bộ trở lại, đi khất thực trở lại thì càng ngày càng kéo tới là rất là đông. Còn có xe lớn đâu không, là xe 4 bánh không à, đa số là những nơi xa lại. Thì vì vậy mà thầy thấy quá đông rồi, thầy chắc thầy ẩn tu quá không hay, thầy ẩn đi khất thực quá. Dầu ẩn đi nữa cũng thời gian rồi. Dạ, cũng đi tới đi luôn vậy chứ không có gì đâu. Dạ, cũng đó là khi xuất khi ẩn khi xuất vậy. Ẩn hoài thì cũng không được, mà xuất hoài thì càng gây rối. Cho nên khi ẩn khi xuất nó tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái thời gian trường hợp vậy thôi. Chuyện đó thì cũng không có gì mà anh em đồng đạo phải quan tâm, cứ yên trí đi. Giờ qua cái phần bình luận về ông Minh Tuệ vậy, tôi xin đi vào cái đề hôm nay là kính thưa với tất cả anh em bà con đồng đạo xa gần kính mến. Tôi xin nhắc lại qua cái chu kỳ của Tam Quân, là hồi xưa đó là bắt đầu khi mà thành lập Thượng Nguyên Thượng là đời Thượng Nguyên Thánh Đức, và lần lượt trải qua chu kỳ theo cái luật tuần hoàn vũ trụ đó, thì đến ngày hôm nay đã cuối của ba chu kỳ của Tam Nguyên, tức là Thượng Nguyên, Trung Nguyên và Hạ Nguyên. Cho nên gần đây đó, thì vào năm ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Đức Quỳnh Giáo Chủ đã thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn ngài trở lại khai sát cái bố đạo Phật giáo Hòa Hảo. Ngài dạy cho chúng sanh tu hành để có đủ cái phước đức để lập lại cái nguyên kỳ này, vì ngài cho biết là cái thời kỳ Hạ Nguyên đã hết. Cho nên ngài cái quyển giảng thứ nhất mà ngài viết là Hạ Nguyên nay đã hết đời.
Thì bắt đầu đó, bắt đầu hết cái thời kỳ của Hạ Quân đó, là vào cái chu kỳ sàng lọc để tẩy trần đó, là vào cái năm Giáp Tý của Canh Tý. Canh Tý là năm dịch Covid nó bùng phát đó. Như vậy đó, từ cái năm Giáp, cái năm Canh Tý mà cho tới năm nay là năm Thìn nha, thì cái vịt Covid-19 nó đã cướp đi 15 triệu người trên trái đất này, đã tử vong 15 triệu người và còn tiếp tục hoành hành. Rồi nào là chiến sự xảy ra, thiên tai dồn dập, bão lụt, động đất đủ thứ, thì cái buổi Hạ Quân đã quá mỏng rồi. Thì cách đây 85 năm khi Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài cho biết là bắt đầu đã tới đi, đời đã sắp tới, sắp rốt, thì đã 85 năm thì bây giờ nó cận kề, nó sát vết rồi. Thì cho nên tôi khuyên anh em đồng đạo xa gần gán tri tìm Phật, tìm hiểu Phật Pháp và gấp gấp lo tu hành để cho có cái phước đức dự hội Long Hoa, bước vào đời Thượng Quân Thánh Đức. Thì Ngài Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài cho biết buổi Hạ Quân sắp tàn, trái Hạ Quân sắp rụng, và Ngài có viết một đoạn như sau. Ngài cho biết cái ngày giờ năm tháng cái chu kỳ cái thời kỳ đã đến, là Ngài có viết một đoạn, Ngài nói là năm rồng rắn ngựa dê khắp trong thế giới ê hề thay phơi, thì bắt đầu từ đây này. Rồi Ngài nhận định là con rồng mới nửa gút năm, thì trong bá tánh thất thanh hải hùng, như vậy cuộc đời nó càng gắt lại càng dây và gấp gút. Vậy là bà con phải tu tập, lo tu hành, trao dồi Phật Pháp, vì danh niệm Phật thì gấp gấp lên để cho kịp cái thời kỳ. Và khi mà cái cuộc nó đã tới rồi đó, Ngài nhận định nó khủng khiếp lắm. Nó khi mà cái cuộc tẩy trần nó tới, nó Ngài có viết một đoạn như thế này nè. Ngài nó khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh yêu, bấy lâu nay nuôi dưỡng chắc chiêu nay tận diệt lập đời trở lại. Đó thì trải qua cuộc sàng lọc mà từ đây cho tới cái ngày mà thế giới này nó gây chiến tranh, nó để tam thế chiến nó bùng nổ đó, tới chừng đó là chết sạch hết. Chỉ có đủ phước đức mới có mặt cái đời Thượng Quân Thánh Đức để dự hội Long Hoa. Rồi tôi xin nói với bà con như thế này, cái cuộc đời mà trải, cái chu kỳ mà Tam Quân nó trải qua nó rất là dài, mà nếu mà lập quân kỳ này mà những chúng sanh không có tu, không có mặt đời thượng cổ đó, phải nằm đó chờ, nghĩa là cái buổi Thượng Quân đó 100.000 năm, tới chu kỳ của Trung Quân là 19.000 năm, Hạ Quân này đó là 10.000 năm lẻ, tổng số là 129.000 năm có lẽ đó. Mà bà con anh em đồng đạo thấy đó ha, là khi mà cái dưới nước Việt Nam mình thành lập, ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ mình thành lập cái nước Việt Nam, nó tới nay có 2002 mấy năm mà nó dài dằng dặc phải không đó. Còn cái này tới 129.000 năm, nghe cái nó khủng khiếp. Mà nếu không có mặt đời thượng cổ đó, sẽ xa đạo xuống một cảnh giới rất là đê hèn. Tôi đặt cái thí dụ như loài gia súc gia cầm bây giờ, hay hoặc là động vật hoang dã trong rừng sâu, loài cá ở dưới nước. Như vậy mình nằm mình chờ một triệu 129.000 năm, bà con thử tưởng tượng cái cuộc khổ sở nó dài dằng dặc như thế nào, thấy không? Thì qua trải qua ba chu kỳ của Nguân đó, của Lộc Nguân đó, của Tam Nguân đó, thì mới được xả tội và trồi lên một cái lúc này để lập thân, ráng mà tiến lên. Rồi cái cuộc lập Nguân tới đó, ông Thanh Sĩ ông nhận định như thế này thì bà con thấy còn kinh hồn. Ông nói tranh đời mỗi một lần bôi, cỏ cây đều sạch, thú người đều tiêu, cầm ngọn đuốc mà thiêu ổ kiến, lấy đá to mà luyện trứng gà, chúng sanh thử tưởng tượng ra, kiến kia sống chết trứng gà nát không đó. Thì đặt cái thí dụ như vậy, mình đọc mình nghe mình tưởng tượng kể như rồi, cái trái đất này nó tiêu diệt đâu còn cái gì, thấy không? Rồi mà chưa có tới nữa, lần lượt ha, thì bắt đầu đó, đi tới cái thế giới này con người quá ác độc rồi. Nó gây nào là nó chế nào là bom đạn vũ khí hạt nhân, rồi nó gây chiến tranh đó. Cái cuộc tàn khốc này đó nó diễn ra hoài cho đến cái ngày giờ quy định của Phật Tánh Tiên mà Sư Lâm Phàm xuống mà để dùng phép màu lập lại cái Thượng Quân. Khi mà để tam thế chiến nó bùng nổ, nó còn dữ dằn, chừng đó mới là chế sạch. Trừ ra đó, anh em đồng đạo có đủ phước đức để mà Phật trời Phật cứu mới còn sống sót đời thượng cổ hơn. Còn mình tài giỏi cỡ nào cũng phải chết hết, sắt cũng chảy thành bà bùng luôn chứ nó không có còn được đó. Cho nên cái phước đức của người của dân Việt Nam mình sau này là giống hồng lạc được hưởng, là vì cái phước lớn lắm, người tu hành nhiều lắm, cho nên cái dòng từ trường từ
bên Ấn Độ mà trải qua cho tới về phương Nam, cái miền Nam Việt Nam mình là cái hình thể của con rồng. Cho nên cái cõi trung ương này đó, Đức Quỳnh giáo chủ ngài có nhận định, ngài nói cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam chọn một chàng tuổi trẻ tục phạm, tức là chính ngài đó, ngài Đức Phật thì xuống mượn cái xác của Đức Quỳnh giáo chủ đó, để mà dạy chúng sanh đi lập quân kỳ này đó. Sau này đó, ngài dạy, ngài đã chuyển thân nhiều kiếp để dạy tu hành rồi ấy, thì đến cái ngày lập quân ngài trở lại ngài không thượng. Cho nên ngài có nói đến kỳ thi danh thầy cảm phản trên đài cao gọi các linh hồn, thì bây giờ đó cái cuộc tẩy trần bắt đầu nó vào cuộc. Cho nên ngài có viết một cái đoạn, ngài nói cuộc đời càng gắt lại càng gây, ngặt nổi thiên cơ chẳng dám bài, rắn nước dưới hang con ngựa chạy, khỉ ngồi trên ngựa ngó gà bay, đông tây trộn rộn trời che sát, nam bắc ê hề đất trở thấy, nhân vật mười thần hao bảy tám, thần tiên thấy vậy cũng châu mài. Nghĩa là trên cái thế giới này đó, anh em đồng đạo xét có hiện giờ là 8 tỷ dân trên dưới chút đỉnh. Mà khi lập quân rồi đó, bước vào đời thượng quân thánh đức, ngài nhận định là chết 7-8 phần đó, thì còn lại đó chưa được 1 tỷ. Cho nên cái cuộc diễn biến tới nó chết dữ lắm, mà hiện giờ là đang sàng lọc thôi, tu còn kịp. Bởi vì ngài có nói như thế này nè, thành ra tôi nhận xét là còn kịp. Vậy bà con gắng gấp lên. Ngài nói nếu để chờ sấm nổ dân thì nghe bá tánh ăn năn đã muộn. Nghĩa là khi cái tiếng sấm nổ rồi, cái cơ cuộc mà chiến tranh của thế giới này làm cho kinh thiên động địa, nhưng mà đây là cái sự vận chuyển của Phật tiên, cho nên nó khiến ra mới có gây ra cuộc sấm nổ. Rồi sấm nổ đó thì không còn tu nữa kịp. Là cái nguyên nhân sấm nổ đó là vào cái thời kỳ cuối này, là ngài nhận định như thế này nè. Cái bài Lũy Tam Châu, Đức Thầy có Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài nói, nghĩa là Tam Châu hữu ngạn lị nhỏ xa, thập bát chư bang động can qua, dương gian mảnh thú trừ tàn ác, lê thứ hậu lai khổ thiết tha, trần bang hậu hận tiên diêu động, nam quốc lương dân kiến linh xa. Thì cái cuộc chiến này mà khi cuộc tận thế nó bắt đầu là thành công của ông Trần Quốc, là ông Campuchia, ông khởi trước, ông quấn trước đó. Rồi cái đoạn khác, cái Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài cũng nói lao sao biển Bắc non thần, quân phiên tham báo quốc xa gần cũng qua, tranh phân cho võ tài ba, cùng nhau giành giật mới là thay phơ. Thì bắt đầu anh Campuchia quấn xuống cái miền Nam Việt Nam, cái hình thể con rồng nó gây kinh thiên động địa, con rồng nó mới dung lên để nó đỡ bơm đạn do Tần Quốc nó khởi. Thì đầu tiên đó, cái đuôi con rồng là cái núi Bà Đen ở Tây Ninh sụp trước. Tiếp theo Tam Châu hữu ngạn, tức là cạnh mà xã Châu Phú, huyện Châu Phú, Châu Đốc, nó đi cái đường đó xuống, nó quấn tới cái núi Sam, thì con rồng nó văng cái dãy. Con rồng văng cái dãy rồi nó mới dơ hai cái bàn chân lên, nó ở bơm đạn. Thì đầu tiên sụp trước một cù lao, tức là rụng một cái giò. Tiếp theo là sau đó là hai cái giò rụng hết. Thì đây cũng là do cái sự vận chuyển của trời Phật, Phật Thánh Tiên cùng nhau lập cái hội Long Hoa kỳ này. Đó, cho nên phép màu của Phật Tiên mà để chuyển hóa, chuyển ra cái Di Sơn Đảo Hải đó, để gây cái cuộc biến thiên này cũng do người phàm gây nên, là Tần Quốc ngài nhận định. Thì con rồng nó thúc củ, nó phun trái châu, thì cái núi Hung Cấm ngài nhận định nó là trái châu. Lầu đài quý báu vàng ngọc ở tại cái đó, cái núi Hung Cấm. Thì khi con rồng nó phun trái châu thì lộ ra cái đền đài. Cái đền đài này cho Đức Minh Dương sau này ngài là làm vua, ngài là lên ngôi, ngài ngự trị ở tại cái thành đó, cái đền Vũ Sơn đó. Thì nào là núi đồng đen, rồi vàng ngọc quá quý báu, đặc biệt nhất là có một cây cờ cao chọc dài, trên cây cờ thì có một hột ngọc khổ lư, nó chiếu sáng hết năm châu. Cho nên mà khi ông công chiêm mà quấn xuống đó, mà tiếng sấm thứ nhất nổ mà lộ lộ đài rồi đó, thì qua liền năm nước chặt đàn. Chỗ này ông tướng sáng nhận định qua lộ dân giáo máu tràn như sông, bị gì xuống cái núi Hung Cấm mà phải đi qua cái lộ dân giáo. Cho nên nó giành nhau, nó tấn công nhau đó. Cái lộ dân giáo sao máu tràn như sông là tướng sáng ông nhận định. Rồi chế cho nó đủ 18 nước làm hội đồng sớm để nó giành cái ngôi báu của Đức Minh Dương. Như vậy đó, khi mà nó dây nó quấn thì trong đó các vị ngài nó nhận định, nhất là cái tỉnh An Giang nó liên lụy luôn. Ngài nói An Giang nhiều chuyện chẳng lành, Phật ghi phải chịu nhiều lần khói tên.
nghĩa là cái đồng lớn An Giang nó nữa sau đó lại bị gì trước trước mặt của cái đại vua là núi Ông Cấm, cho nên nó gây chiến tại đó thì nó quấn với nhau đó. Cái đồng lớn nó máu chảy sắp sắp tới mắt cá. Như vậy cái cuộc diễn biến này nó kéo dài thì cũng không xa lắm, nó gần lắm, nhưng mà cái ngày giờ quy định thì ngài không tiết lộ rõ ràng lắm, chỉ từ trong khoảng từ nửa năm Thìn cho tới mùa hè năm Dê mà thôi, thì còn chỉ có 3 năm nữa. Như vậy đó thì anh em đồng đạo phải xét cho kỹ, ráng gấp gấp ngàn tu viết, nếu không thì chạy. Thì khi mà các 18 nước nó gây, nó quấn nhau, nó quấn không phân thắng bại, nó mới chạy tới bên nguyên tử. Mà bà con nên nhớ cái trái đất hiện về trên mặt đất các cái nước văn minh nội Mỹ Nga không 10.000 quả mà cái loại 100 kg thôi, rồi Anh Pháp Mỹ Hà Bắc Triều Tiên rồi Trung Quốc rồi lại với Iran rồi tổng số khoảng có lẽ khoảng trên 20.000 quả. Mà hồi xưa cái đảo Okinawa đó chỉ có 2 trái 10 kiloton do đồng minh là Mỹ nó quăng nhiệt thôi, mà cái đảo Okinawa nó tàn sát như vậy thì bà con thử nghĩ mấy chục ngàn quả trái đất này chịu sao nổi nha. Cho nên Đức Quỳnh Giáo Chủ ngài có nhận định cái ngày tận thế nó như thế này nè, ngày nó ngọn thủy triều nô nước sụp sôi bầu trái đất một phen luân chuyển, khi mà bông nguyên tử nó thảy dồn dập rồi trái đất này nó bể là ba mảnh và nó thay đổi cái địa hình địa vật hết, đó là do cuộc di sơn đảo hải Phật Thánh Thiên dùng thế mẫu lập lại tượng quân đó. Thì cái trái đất này nó sao nó đổi cái vị trí luôn, nó không còn ở đây. Hiện bây giờ là 67, sau là đổi lại cái vị trí của 68. Thì nó thay đổi hoàn toàn hết, không còn nhân loại thì tiêu diệt hết, trừ ra những người đủ phước đức để Phật trời cứu có mặt đời thượng cổ mới sống còn thôi. Còn không thì rồi tiêu diệt hết cái số người mà không có đủ phước đức thì xa đã xuống một cảnh giới đê hèn như tôi kể vừa qua hồi nãy, đó là nằm đã chờ phải là 129.000 năm mới được xá tội một kỳ như thế này đó. Cho nên ngài cũng có nói cái chỗ này, Đức Quỳnh Giáo Chủ này nói kỳ xá tội nay còn một lúc, sao chẳng tu đang có hưởng nhờ, gặp giảng kinh thì trần cứ làm ngơ, trồng bông kiển giống chi hẳn này, nghĩa là mình gieo cái phước đức thì mình hưởng phước đức, rồi mình gieo cái nghiệp quả thì mình hưởng cái nghiệp quả. Nó cũng như bà con thấy cái tích tồn của vựa Hạ Quân này là nó quá tệ, quá đê hèn, quá độc ác. Là tại sao? Là vì cái đời Thượng Quân Thánh Đức, con người tâm địa rất là tươi tốt, so với cảnh bồng la lần lượt đó thì nó sụt xuống. Trung Quân cũng còn đỡ, nhưng mà tới thời kỳ đó thì con người cũng sanh ra tham lam tranh đấu rồi, thì lần lượt sụt xuống nữa, sụt tiếp tục sụt xuống tới tổ cùng bằng số của ngày hôm nay thì độc ác vô cùng không thể tả nổi. Cho nên cái ngài đã biết trước, ngài có nói nào là tới cái thời kỳ này là nào là con thì giết cha mẹ, vợ giết chồng, chồng giết vợ, niềm huynh đệ thì giành giật lẫn nhau, từ là một tấc đất ganh cũng có thể gây ra xô xát được, rồi nào là trộm cướp giết người cướp của, nào là cái nạn xã hội đen hoành hành, tai nạn xã hội đủ chuyện hết, rồi lớp nào tà dâm lấy bậy lấy bạ loạn lưng, cho nên mất đi cái nhân đạo. Thì con người mình thì giữ cái nhân đạo thì được làm người, mất cái nhân đạo làm thú, nó gây thú đạo phải làm thú. Cho nên ngày hôm nay ngài trở lại ngài dạy cho tu hành, mà không lo thì chừng đó ngài nói nếu không tu chừng cổ cũng ơn, đừng có sách trách sao không chỉ bảo. Hay hoặc là ngài nói bây giờ ta dạy chẳng dừng, ngày sau đừng trách mất tình yêu đương. Thì bây giờ đó bà con phải ráng tu đi, bị gì còn kịp. Vì ngài nhận định ngài nói là nếu để chờ sấm nổ dân thinh, ngài bá tánh năng năng đảng muộn thì bây giờ chưa nổ, nó ráng tu kiếp đi cho nó kịp thời kỳ, vì nó còn không xa lắm đó. Còn nhiều chỗ nhận định như cũng như ông Trạng Trình đó, thì ngài nói như thế này nè, ngài nói long dĩ xà đầu khổ chiến tranh, càng qua xí sư khởi đầu binh mã đề dương cước anh hùng tận. Long dĩ tức là cái đuôi con rồng, xà đầu con rắn, bắt đầu nó khổ, dữ dằn khổ cuộc chiến, có thể là cuộc đại tam thế chiến nó khởi vào đầu năm Tỵ không chừng. Ngài nhận định như vậy đó. Cho nên tới cái chỗ đó rồi hết luôn. Nhưng mà bây giờ đó nó cũng quá cần, cho nên tu phải gấp. Còn
cái ngày mà khi mà qua cái cuộc tẩy trần rồi đó, bà con biết không? Nếu mà có phước đức mà tu bước vào cuộc đời thánh đức, nhiều cái đoạn các ngài nhận định cái cuộc đời đó sung sướng. Con người thì sống tới 10.000 tuổi, cuộc đời thì kéo dài 100.000 năm. 100.000 năm nó dài dằng dặc đó, ý là có 2024 năm của cái buổi hạ ngôn hạ này đó. Mà mình thấy từ hồn lạc lưu quân tới giờ đó, mình tính cái lịch sử của nó dài dằng dặc, thì bây giờ là vào cái đời đó sống tới 100.000 năm, thì bà con thấy so với cảnh bồng lai tại thế rồi, cái thời kỳ đó bà con không có đau không bệnh, con người thì thông minh đẹp đẽ, có chỗ ngày nữa người không cánh đi được trên mây, rồi tóc thì đen, da thì trắng, không bệnh không hoạn, không ngày nào lo, cảnh đời tươi tốt, biết bao nhiêu chỗ diễn tả, cũng như là thời đó không còn bốn mùa như bây giờ mà chỉ còn hai mùa, cho nên không có nóng và lạnh, chỉ còn mùa xuân và mùa thu mát mẻ suốt năm. Rồi về vấn đề ăn uống thì lúa nó mọc sẵn ngoài đồng, chừng đó còn hai thứ giống ngài cũng nhận định là hai giống là hột lúa trời, ruột đỏ điển thiên, trái dừa nhắm sức của tiên cho mình. Chừng đó nó còn hai giống là hồng mễ và bạch mễ, bạch mễ thì trắng, hồng mễ thì đỏ. Rồi bây giờ đó, cái đời thượng cổ mà còn lưu lại để chỉ bà con là thấy để tên, tức là ở trên chùa Bá Chúc đó còn là nửa cái vỏ lúa đựng khoảng 2 lít gạo, ông ngoài viện bảo tàng còn cái vỏ cũng đựng cả 2 lít nữa. Như vậy là cái vỏ 4 lít gạo mình chẻ ra cho mình nấu ăn khỏi xa khỏi giả, bây giờ nó cực tràn ai biết không. Cho nên nhiều chỗ ngài nhận định rồi viết lên giảng kệ thì làm bao nhiêu đó, và tiếp theo đó là trai lạc về tu chùa thập á thì sẽ có mặt đời thượng cổ. Dạ kính thưa ông hai, thì hiện nay thì cái đời hạ ngôn này cũng đã sắp hết rồi, nhưng hiện nay xuất hiện thầy Thích Minh Tuệ như vậy đó ông hai, thì có đem lại những như là cái lối tu của ông đó có thể giúp đỡ cho bà con mình để tu kịp dự hội hôm qua không hai? Thì hiện tại đó cái số người mà thiệt tâm mà tín ngưỡng ổng mà quyết chí tu tập theo ngài đó thì ngon lành lắm, là đạt hội luân qua được đó, có dự mặt hội luân qua được đó. Vì nếu mà theo ngài rồi buông bỏ hết trơn, lập hạnh bắt chước giống y như ngài vậy đó thì được liền chứ sao không được. Nghĩa là dầu cho tôi nói với anh em đồng đạo như thế này, dầu cho trước đây mình hung dữ cỡ nào, mình gây nghiệp chướng cỡ nào, nặng cỡ nào cũng vậy, mà bây giờ mình giác ngộ mình làm thiện đó, thì sau làm thề, trước làm ác mà sau làm thiện đó, thì ác nó mất hết. Còn nếu mà hiện giờ mình đang làm thiện mà bỏ thiện mà về ác thì nó tồn lại cái ác. Cho nên ráng đi, chuyển đi, đừng có ngại gì vấn đề đó hết, phải được thôi chứ không nói nhưng bị ngài Đức Phật ngài cũng có nhận định rồi. Cho nên ráng đi bắt chước bất cứ là cái hạnh nào. Cũng đã lộ rồi, những nhà tu mà giả dối cũng đã xuất hiện ra hết để lộ ra để cho bà con mình không còn mê tín đi theo những cái vị chân tu giả dối nữa, để trở về với cái đạo chánh của mình. Đó là cũng là một cái cuộc sàng lọc đó không ai? Thì các cái vị sư này đó là cái người chân tu ít xịt à, bởi vì đa số là con của Ma Dương nó sai xuống, nó giảng làm tăng ni để phá cái đạo Phật. Bởi vì khi xưa Đức Phật Thích Ca thành đạo nó phá không được, cho nên nó mang cái hận đó, mà nó có nói với ngài trước rồi, sau vào đời mạt pháp nó sẽ sai con cháu nó xuống cạo đầu giả làm tăng ni để phá đi cái đạo Phật của ông. Nhưng mà dễ gì, cái đạo Phật là cái đạo du di, không ai phá được hết trơn. Vì là khi mà Phật giáo mà suy đồi thì cũng có những cái vị khác tiếp theo để chấn hưng lại, để hoằng pháp lại, chứ cái đạo họ không có làm hoại, không có làm cái hoại được. Bởi vì cái đạo này là đạo trí huệ, đạo không hình tướng, chứ phải chi bằng tượng bằng đồ đập cái mất phải không. Còn này không có cái gì cũng như, giống như hư không vậy. Mà trong đó là kêu bằng lục thông, trong đó nó không hình tướng mà nó lục thông, cho nên không có cái gì lửa đốt cũng không có cháy, chứ đừng có nói người phàm mà đập phá được cho mất công. Cái chỗ này mà ngộ được đó ha, ai mà ngộ được cái chỗ này nó hay dữ lắm, hay luôn, nói về cái đạo pháp vô tướng. Nhưng mà ít lắm cái người thượng căn mới ngộ, cái người độn căn trung căn
khó ngộ lắm. Thiên ma ba tình nó sai xuống. Thì bây giờ đó, nó nói gì nó nói kể như đó, như thế này. Một vị Phật mà đã thành mà xuống dạy chúng sanh thì Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài có nói như vậy, để tôi nói lại cho bà con nghe. Ngài nói Đức Khổng Thánh Ngài sanh nước lỗ, Ngài còn xưng cùng quyến giả hộ, xá chi lời đạo chích tục thô, đứa ngu xuẩn khi người nhân đức, phải không? Đó, cho nên mình nghe cái câu Đức Thầy nói như vậy đó, chính Ngài đó là Đức Khổng Thánh rồi còn bị như vậy. Hà huống chi ông Thích Minh Tuệ thì cũng làm sao tránh khỏi. Cho nên bà con đừng chấp ở chỗ đó, kệ nó. Nó nói bậy nó bạ thì xa đã địa ngục nó chịu. Nó có dính díu gì với ông Thích Minh Tuệ đâu. Tại nó ngu nó dốt nó chịu. Nó xúc phạm, nó khổ nghiệp rồi nó chết, nó xuống địa ngục, nó vậy. Theo như ông Hai, sau này ông thầy Thích Minh Tuệ có thể là xuất hiện để thuyết pháp cho mọi người nghe không ông Hai? Cũng cái như... thời kỳ này đó, tôi nói với anh em độc đạo như thế này, nó không còn ở thời kỳ giáo dạy nữa. Cho nên cái thuyết pháp là bây giờ chỉ có anh em đồng đạo mình dìu dắt lẫn nhau thôi. Cái chỗ này là nằm ở trong cái 8 điều căn cấm. Cái điều thứ 8 tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau và dìu dặn dắt lẫn nhau trên con đường đạo đức. Nếu ai giữ được trọn lành trọn sáng về an cõi Tây, về an giữa nước cõi Tây phương, học đạo hoàn toàn đặng trở lại cứu giác chúng sanh. Còn cái thời kỳ giáo dạy của các ngài đã qua rồi. Là khi Đức Quỳnh Giáo Chủ vắng mặt nói tiếp theo ông Thanh Sĩ, rồi ông qua ông Đông Đông Kinh nha, ông vắng mặt luôn đó, thì bây giờ nó đã sát tới cái ngày coi như tận thế rồi. Cho nên không còn cái thời kỳ giáo dạy mà chỉ chờ lại phong thưởng mà thôi. Phong thần mà, phong thần tái thế mà, cho nên cái giáo dạy là không có. Nhưng mà nhìn theo cái hạnh đức của ngài để giác ngộ thì nhóc, phải không? Cũng như là ông xuất hiện để thức tỉnh người đời, để quay trở lại chánh pháp của Đức Phật, để tu cho kịp, và để ông soi gọi những cái người mà tà kiến đã mấy năm nay trà trộn trong đạo Phật của mình, để lộ ra hết, để cho mọi người thức tỉnh trở lại để tu kịp đó không hai? Thì vậy đó. Rồi đó, tôi nói về để anh em đồng đạo thấy nè. Cũng như Đức Thầy mà nói câu nói đó, nói tới nó, nhắc tới nước lui bà con thấy nha, nó rất nặng phải không? Nhắc lại một cái nữa đó, tức là Đức Khổng Thánh người sanh nước lộ, một vị thánh nhân mà xưng là cùng quyến gia hộ, tức là cùng điên đi nhân khủng vậy. Xá chi lại đạo chích tục thô, có cái tích nó như thế này nè bà con, tôi kể cho bà con nghe. Bởi vì Đức Thầy Ngài là một vị lục thông, cho nên Ngài thông suốt, Ngài biết hết trơn. Cái ông này đạo chích là cái ông này là cái thằng ăn trộm, ông nuôi con chó mà hả, ông đi đâu về ăn trộm gì, ông mua đồ ông nuôi con chó nó mừng, ngoắt đuôi nó mừng ha. Mà nó gặp ông Đức Khổng Tử đi ngang nó sủa, cho nên cái tích đó nó không sủa thằng trộm mà nó sủa ông Phật đó. Cho nên tôi kể này bà con nghe thất cười không? Thì đến đây thì cũng đoạn clip cũng vừa rồi, thì cũng xin kính chúc cho bà con được nhiều sức khỏe, và cũng chúc cho ông Hai cũng được nhiều sức khỏe và thân tâm an lạc, đạo quả sớm viên thành. Và cái thời kỳ này cũng đã cận kề quá rồi, bà con mình hãy dán lo tu để mà kịp dự hội Long Hoa, để sau này gặp Phật gặp Thầy. Và ông Hai có lời gì để chúc cho bà con? Như tôi trình bày vừa qua đó, tôi trao đổi với bà con, nhắc lại bà con một lần nữa để nhớ là cái chu kỳ của tam nguyên là từ thượng cổ, trung cổ rồi hạ nguyên này đó, nó trải qua nó dài vô số kể, cũng so với cái thời buổi mà Việt Nam mình, cái lịch sử Việt Nam mình mà từ khi Đức Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ ra đời thành lập nước Việt Nam có 2024 năm thôi, mà anh em đồng đạo thấy nó dài vô tận phải không? Hết biết dài luôn. Còn cái thời kỳ đó gắn lại ba cái chu kỳ, nó là 129.000 năm có lẽ. Như vậy nếu mình không có cái đời thượng nguyên thánh đức là hội Long Hoa kỳ này, mình không có dự hội Long Hoa được. Bà con tính đi, xuống mình nằm làm một con cá ở dưới nước đó, hay hoặc là con gia súc của con gì ở trong rừng đó, nó nằm như vậy là chịu như vậy, chịu nổi không? Cho nên tôi nhắc cho bà con giật mình nha, để mà lo tu tiến nha. Rồi còn kẹp đó thì ráng lo tới đi. Thì trước khi viết lời, cũng xin kính chúc cho tất cả anh em đồng đạo xa gần có được nhiều sức khỏe, luôn luôn vui và khỏe, và tiếp tục lo tinh tấn tu hành để đến cái ngày tàn của buổi hạ nguyên
được dự hội Long Hoa và có mặt đại thượng Quan Thánh Đức Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ.